Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video test một sản phẩm. Đó là một cây đàn nguyệt của một vị khách hàng đã đặt hàng sẵn ở bên mình. Cây đàn nguyệt này là của một vị khách tên là Minh Trung ở Hà Nội. Anh Minh Trung có đặt một cây đàn nguyệt để chơi hát văn. Thì đây là một cái đàn nguyệt âm thanh là âm thanh thổ chuyên dành cho hát văn. Thì bây giờ mình xem thử cái chất âm của cái đàn này cho mọi người và anh Minh Trung có thể nghe thử cái chất âm của nó. Vâng, như vậy là mình vừa thử test chất âm cũng như là các cái phím ở trên đàn cho anh Trung Minh có thể yên tâm khi nhận hàng nhé. Vâng, nếu như ai có nhu cầu muốn mua nhạc cụ dân tộc hoặc là yêu thích những cây đàn nguyệt hát văn thì có thể ủng hộ cho bên Nhạc Cụ Đàn Hương nhé. Mình xin cảm ơn mọi người.